kênh giải trí 24 giờ xin chào tất cả mọi người, sau đây là chia sẻ của huấn luyện viên Didier Thelot sau chân. Càng đã bị Po cầm chân một một vào dạng sáng nay. Có lẽ với đội bóng của Quang Hải thì đây là kết quả lạc quan nhất trong suốt hành trình khó khăn vừa qua của họ. Chính huấn luyện viên Didier Thelot thừa nhận điều này, nhưng ông cho rằng nếu như không mất nhiều trụ cột thì Po đã có thể giành kết quả tốt hơn. Tại trận đấu vòng 6 League 2 dạng sáng nay, Po đã gây bất ngờ trước đối thủ đang đứng đầu bảng xếp hạng. Trong một pha đá phạt tuyệt đẹp vào phút thứ bảy, tân binh Angri Saivit đã mở tỷ số trận đấu, bàn thắng thứ hai sau hai trận liên tiếp của cựu sao ngoại hạng Anh này. Ô lẽ ra đã có thể nhân đôi cách biệt 10 phút sau đó, nhưng pha dứt điểm của Sessi Danmeida đã đi vọt xà ngang không thành. Và gần như lập tức sau pha bóng này, Kang đã đáp trả. Sau một pha phối hợp đẹp mắt bên cánh phải, Hugo Van der bóng để Ali Abdi dứt điểm ghi bàn trong vòng cấm, cân bằng tỷ số 1-1. Đây cũng là kết quả cuối cùng của trận đấu. OFC hầu như chịu trận trong hiệp 2 với một điểm chia đều cho hai đội, căng vẫn giữ vững vị trí dẫn đầu còn Po mắc kẹt ở cuối bảng xếp hạng. dù vẫn chưa thể thắng nhưng huấn luyện viên Didier Tholot cho rằng trong bối cảnh đội hình thiếu nhiều trụ cột, thì ông có lý do để lạc quan bởi các học trò đã chơi tốt hơn. ông chia sẻ sau trận, tôi có quá ít cầu thủ tấn công để sử dụng. chúng tôi không có nhiều bóng để chơi ở trận này. đó là điều hiển nhiên vì chúng tôi hiểu mọi chuyện sẽ rất khó khăn khi làm khách trước căng. hôm nay tôi đã thấy những anh chàng không từ bỏ. có những lúc bạn phải biết cách phản ứng với việc nhiều trụ cột vắng mặt chúng tôi đã thích nghi tốt và mọi người đều cho thấy phản ứng tích cực hôm nay tôi đã được chứng kiến một hàng tiền vệ cơ động một hàng thủ vững vàng hơn thầy của quang hải cũng tỏ ra hài lòng với trận hòa và ông hy vọng các cầu thủ sẽ tiếp đà thăng tiến trong thời gian tới chúng tôi rất vui khi rời khỏi đây với một điểm chúng tôi không mắc bất kỳ sai lầm nào không giống như hai trận đấu trước chúng tôi thi đấu chặt chẽ hơn các tuyến có gắn kết thi đấu quyết liệt hơn tinh thần toàn đội quyết tâm hơn chúng tôi sẽ cố gắng chơi thật tốt ở trận tiếp theo cảm ơn mọi người theo dõi hết vai hẹn các bạn ở video tiếp theo và xin chào tạm biệt